Chào các bác. Hôm trước em làm video tháo đầu máy khâu rồi. Hôm nay em làm cái video lắp. Bởi vì đồ hôm nay em mới làm xong. Các bác nào thấy video hay thì chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ nha. Cái trục này thì cái trục kia của nó hỏng rồi. Em thay trục này. Đây. Cái này là nó bị mòn này. Cái mòn này em đắp nạp mài. Đấy. Nạp mài. Cái này nó nhảy xuống hay không là nó do cái này. Còn nó đi số mà nhẹ hay không là nó do cái này. Đấy, cái này nó dơ nó nhẹ. Bây giờ cái này em xử lý hết dơ. Đấy. Cái này là đi số nhẹ nhá. Còn cái này là nó có viên bi hãm ở đây này. Đây, mòn cái này là nó rất dễ nhảy. Nó nhảy số. Rồi. Về em lắp cho bác xem nhá.
Đây là vừa lấy em nắp ngược nha, nó không vào được. Bây giờ lấy một cái miếng sắt, một cái lông đen về hàn chặn cái này vào cho cái này nó khỏi trôi ra nha các bác nha. Đây về em đi hàn. Vâng nha, em hàn đây. Đấy, hàn chặn cái bi này bạn. Rồi. Bây giờ lắp đến mấy con cá này nhá. Thank you.
À, lắp đến trợ lực nhá. Các bác nhớ là phải lắp cái ấy đấy vào nha, cái bi này vào nha. Ôi, tháo mấy con ốc ở trên đầu đấy ra đi. Đây, bác thay cả cái này nữa nhá. Cái này nó có tác dụng giữ số ạ. Ôi, kéo chú cái dây hơi mới súng hơi lên ra nào. À, bây giờ xong rồi em thử cho bác xem nhá. Không có hơi, đẩy rất nặng này. Bác thấy không? Đó, đó. Nhẹ nhàng chưa? Đó.
đầu. Ok rồi các bác nhá. Đấy, đây là xong rồi đấy. Đây cái bi này rất khó mua. À, em ở trong bãi em tìm mãi mới có. À, mấy câu à. Các bác nào thấy video hay thì chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ nha.